Em Hà xin chào chào cả nhà mình nhé. Dạ vâng, hôm nay em Hà sẽ lên một ít về cái dòng kính của nhà em Hà mới về. Thì hôm nay nó sẽ có cái dòng kính thể thao nha cả nhà nhé. Hàng của USA thì cái dòng kính thể thao này em chỉ được 2 con thôi. Thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em xin cả nhà mình cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới, giúp học hành em nhiều hơn. Dạ vâng, rồi thì em cũng cảm ơn tất cả các khách hàng đã luôn quan tâm và ủng hộ Ngọc Hà trong thời gian qua nha cả nhà nhé. Mình cứ liên hệ vào 2 số hotline ghi trên màn hình để in cho các bạn nhân viên tư vấn cũng như là hỗ trợ đơn hàng cho mình nhé. Em sẽ vào chi tiết tất cả các cái sản phẩm, thì shop nằm tại Nhân Trạch, Đồng Nai, em ship code toàn quốc. Giá kính hôm nay em đã báo là đã bao ship như cả nhà nhá. Em nói rõ trên like rồi đó. Rồi em sẽ vào sản phẩm đầu tiên, thì em xin phép đó là vào cái dòng kính lão trước đi ha. Dòng kính lão này là dòng kính lão của Made in Italy, và dòng này thì em sẽ có từ 1 độ cho đến 3 độ. Hàng kính lão này là kính lão xịn nha cả nhà nhá. Dòng này thì em bao xịn cho mình luôn. Dòng này thì là 200.000 một con. Dòng này thì mình sẽ làm cho em là tròng kính là đa tròng, có nghĩa là mình có thể mình vừa xem tivi, mình vừa đọc báo và mình vừa có thể đi ra ngoài đường được luôn. Dòng này nó sẽ đổi màu cho mình nhá. Dòng này là dòng kính vừa là kính lão nhưng đổi màu được luôn nhá. Em giải thích rõ trên like nên vì sao em gọi là kính đa tròng là như vậy luôn á. Rồi con này thì nó sẽ có size mặt từ 13,7. Thì những anh nào size mặt 14 vẫn có thể đeo được con kính này cho em nhá. Dòng kính lão này này. Và dòng này nó sẽ là Made in Italy nha cả nhà nhá. Dòng này của là Holcim, dòng là dòng của một hãng Holcim rất chi là nổi tiếng luôn về cái dòng này luôn á. Và đeo con này thì em bao sang và lịch sự luôn. Đây, tròng kính thì em cho mình xem rõ luôn đó. Dòng này thì rất ok. Nhưng tròng con này thì nó là bằng pin, không phải bằng thủy tinh nhá. Tròng này thì vừa đeo làm kính lão, kính cận rồi lại là đọc sách, xem tivi các kiểu đều được luôn. Dòng này thì rất nhiều khách phản hồi về dòng sản phẩm này nhé em Hà nhá. Thì mình lên đơn giúp em là đọc rõ, đọc quan trọng kính lão nhất là cả nhà mình hãy đọc cho em đúng độ nha cả nhà nhá. Bởi vì dòng kính lão nhà em Hà thì rất chuẩn độ luôn nhá. Có cả khăn đi kèm luôn cho mình, từ 1 độ cho đến 3 độ, ví dụ như là 1 độ 1,25, 1,5 các kiểu là nhà em đều có luôn. Nhưng đến 3 độ thôi, 4 độ em Hà không có nhá. Với giá là 200.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính lão xịn với giá là 200k một cái nhá cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính lão này, là kính lão thường này. Con này thì nó là hàng nội địa Trung nhá. Em phải giới thiệu rõ này. Đây là con này là con kính lão hàng nội địa Trung nhá cả nhà nhá. Dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 140.000 đã bao ship nhá cả nhà nhá. Dòng này thì cũng rất chi là ok khi mà mình sử dụng luôn. Dòng này thì mặt của nó bằng kiếng nhá cả nhà nhá. Con này thì là mình đọc báo, đọc sách, xem tivi được, nhưng con này nó không có đi ngoài nắng được nha cả nhà nhá. Đó, rồi, với giá là 140.000 đã bao ship, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Con này thì nó sẽ là size mặt từ 13,7 nha cả nhà nhá, 13,7 cho đến 13,8, con này là 13,8. Thì em sẽ có dòng này là từ 0,75 cho đến 4 độ luôn, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em luôn nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính con kính này là con kính thể thao. Dòng kính thể thao bao xịn cho mình luôn nhá. Con này là số lượng em có 1, 2 cái, 2 cái, 2 màu khác nhau thôi. Rồi đây, dòng này là dòng của Ohi. Đây, dòng Ohi nha cả nhà nhá. Dòng này rất nổi tiếng luôn. Và dòng này thì mình là con kính, cái gọng này của nó này thì được làm hoàn toàn là bằng nhôm hết nha cả nhà nhá. Hàng xịn sò đấy. Rồi con này thì nó sẽ là size mặt 12,5. Thế nhưng mà những anh nào mà cô, tại vì con này nó có còng cộng lực nên anh nào mà size mặt khoảng cỡ tầm 13, 14, 13,5 mình vẫn đeo được giúp em nhá. 13,5 mình vẫn đeo được. Rồi con này nó sẽ là Made in USA nha cả nhà nhá. Đây, Made in USA này. Ok này. Đó, hàng này hàng bao xịn xò cho mình luôn. Đấy, gọng kính các kiểu nè, em quay kỹ cho mình luôn này. Rồi, dòng này thì nó sẽ có luôn cái chỗ mà sống mũi này, mình sẽ được làm bằng miếng silicone nên đeo không bị đau mắt. Màu này nó sẽ là màu đen xám nhé cả nhà nhá, màu đen xám nha. Đó, rất chi là rõ cho mình đeo luôn. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 290.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính thể thao Mỹ với giá là 290k nhá. Được 2 con duy nhất, anh nào nhanh tay thì được nhá. Hôm nọ anh nào mà mua kính thể thao nhà em Hà mà chưa mua được á thì mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi cái dòng này thì em đang bỏ cái hộp của nó không phải đâu, cái này nó không có hộp nhá, em nói rõ luôn. Nhưng mà em sẽ bỏ vào cái hộp này cho mình. Rồi,
Mã này là mã 1 nha cả nhà nhá. Mã 1 này. Đó. Mã 1 này kính thể thao xịn với giá là 290.000. Mã 1 mời cả nhà mình nhanh tay lên đường thôi em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính thể thao mã số 2 luôn. Thì nó có hai con em lên luôn cho mình luôn. Anh nào ưng thì chọn luôn cho em nhá. Đó. Đây, con số 2 của nó đây. Con số 2 của nó màu thì nó sẽ là màu theo cái kiểu màu nâu cà phê ấy, màu rất chi là đẹp luôn. Em thấy em rất chi là ưng vào dòng này thì nó chống tia UV tuyệt đối luôn. Con này là số đo của nó là 2,8. Thì những anh nào mà trai mặt mà khoảng tầm 14 cũng đeo được luôn con này nhá. Dòng này thì nó sẽ là Make in Italy này cả nhà, Make in Italy nhé cả nhà nhá. Rồi, cái chỗ này nó có cái gì đây để em dập nó ra xem. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng đâu nhé cả nhà nhá. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Rồi, con này là Make in Italy này cả nhà này. Hàng được làm bằng cọng nhôm hoàn toàn cho mình luôn nhá. Rất chi là xịn luôn cho con hãng này nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là con này là mã số 2. Mã số 2 này thì em Hà đang để cho mình cũng là 290.000 luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Con kính mã số 2 này. Kính thể thao mã số 2. 290k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 3 của nhà em Hà nhá. Dòng này thì nó sẽ là một con mà mình đi nắng. Mùa này thì cũng khá là nắng luôn. Đây, dòng này của nhà em thì nó sẽ là mặc như này. Con này thì nó sẽ là bằng tròng, là tròng bằng pin, không phải bằng thủy tinh nhé cả nhà nhá. Nhưng cái màu của nó sẽ là màu xám như này. Đó. Để em xíu em lấy cái phông trắng này lên cho cả nhà mình dễ hình dung này. Đó, nó sẽ là cái màu xám tím như này nha cả nhà nhá. Rồi con này thì nó sẽ được làm bằng cái gọng như kiểu là gọng ngà như này. Đó. Rất chi là đẹp luôn. Em quay rất kỹ, quay từ từ cho cả nhà mình xem ngắm nghía này. Đó. Rất đẹp luôn nhá. Rồi, con này thì nó sẽ là size mặt 14,6. Thì những anh nào size mặt 14, đổ lên thì đeo giúp em con này nhá. Con này thì em bao chất, bao đẹp luôn. Dòng này là nó là dòng của Make in Italy nhé cả nhà nhá. Đây, chữ dập chìm ở dưới này luôn cho mình hết. Đây, gọng các kiểu đây rất chi là đẹp luôn. Con này mình đi tầm 5 giờ chiều, xế chiều, 5 giờ chiều vẫn đeo được giúp em Hà luôn nhá. Đó, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là kính mã số 3. Mã số 3 này em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 3 nhá. Đó. Con này thì nó cũng là cái hộp này, không phải là hộp của nó nhưng em Hà bỏ vào đây. Mã số 3 này. 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mình lưu ý là khi mình đặt đơn thì mình sẽ đọc cho em là ngày, xong đến mã nhá cả nhà nhá. Còn số tiền khỏi cần đọc, bởi vì là em đã có số tiền trên này rồi. Mình cứ đọc ngày like là ngày mùng 5 tháng 6, mã là mã số 3, em Hà chốt cho anh nhá. Thế là xong rồi nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con mã số 4 của nhà em Hà nhá. Đây, mã số 4 của nhà em thì là một con Chanel. Đó. Đây. Mã số 4 này là của nhà em là một con Chanel nha cả nhà nhá. Dòng này thì nó sẽ là dành cho nữ nha cả nhà. Đây. Rất chi là đẹp luôn cho mình luôn. Đó. Rồi. Dòng này là dành cho nữ nha cả nhà nhá. Một con Chanel keo kiểu là màu hơi hơi nhạt nhạt, nâu nâu cà phê như này luôn. Đó, đây. Em quay cho mình này. Nó sẽ là màu hai nửa như này nha cả nhà nhá. Đó, rất chi là đẹp luôn. Bên dưới là hơi trắng trắng, bên trên là hơi màu vàng vàng luôn rồi nhá cả nhà nhá. Rồi, dòng này thì nó sẽ phù hợp cho những chị size mặt 14,6. Thế nhưng mà size mặt khoảng tầm 13,5 đã sử dụng được rồi. Form này là form ôm nha cả nhà nhá. Con này là Chanel Classic Made in Italy nha cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rất chi là xịn xò đẹp luôn cho mình luôn. Anh nào mua tặng vợ thì mình lên đơn giúp em nhá. Rồi, đây, em sẽ để luôn trên này cho mình xem. Hình dung cái màu của nó như sẽ là như thế này. Đó. Màu này đi biển thì hết nước chấm luôn. Check in thì hết nước chấm luôn cả nhà. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã này là mã số 3.
mã số 4. Mã này là mã số 4 nhé cả nhà nhá. Mã số 4 này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Hàng sẽ trong hộp khăn khố tiền thẻ mạc cho mình luôn như này nhá. Mã số 4 này. Ôi, kỷ niệm của chị là 220 đi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn mã số 4 với giá là 220. Con này là dành cho nữ nhé cả nhà nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 5 của nhà em. Đây, mã số 5 của nhà em thì con này nó sẽ là hàng của Select nha cả nhà nhá. Con này thì hàng của Select nhà cả nhà nhìn là của nhà em hàng thì rất chi là khác tất cả các cái số khác luôn. Là nhà em được bo viền hẳn hoi như này luôn. Mặt thì mặt bằng thủy tinh đá giúp em Hà luôn này. Con này thì được làm cà râu như này luôn. Rồi dòng này thì nó sẽ là một dòng là xa 14 mạ vàng 14 carat cho mình như này nhá. Đó, mạ vàng 14 carat này được dập các kiểu như này của nó như cả nhà nhá. Có mã series của nó trên này hết luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là đây này cả nhà nhìn này. Con này của nhà em nó có mã code hết như này luôn. Đó. Rồi, con này thì nó sẽ là hàng của phép như cả nhà nhá. Đó. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào là size mặt 13,5 thì lên đơn giúp em. Màu thì nó sẽ là một cái màu như này luôn, màu trà trà như này nhá, đúng chuẩn luôn màu của nó như này luôn. Mình đi nắng thì cực kỳ là mát luôn. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 5. Mã số 5 em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em con kính mã số 5 nhá. Đó, em để rất chi là kỹ. Cầm kính rất chi là chắc tay và đẹp cho mình luôn. Mời các anh nhanh tay lên đơn giúp em này. Mã số 5 230.000 luôn. Mã số 5 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đó. Hàng bao chất lượng cho mình luôn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 6 của nhà em luôn. Mã số 6 cũng là một dòng của hàng Select nhé cả nhà nhá. Đó. Con này thì bao xịn cho mình luôn. Viền của nó sẽ được làm bo hết như này cho mình luôn. Đó. Hoàn toàn kính nhà em là chống tia UV nhá, lên đến 100% luôn nhé cả nhà nhá. Đó, em quay rất cận luôn. Rồi, con này thì nó sẽ là size mặt cho anh nào là size mặt 13,5 thì lên đơn. Con này thì nó là hàng của Pháp. Và chồng của con này thì nó không phải là chồng bằng thủy tinh mà chồng là bằng pin như cả nhà nhá. Đây. Đấy, màu nó sẽ là màu dâm dâm mênh mát như này này. Đó, màu này thì cực kỳ ok. Các anh mình đi khoảng tầm 3-4 giờ chiều, 5-6 giờ chiều vẫn ok luôn về cái con kính như thế này nhá cả nhà nhá. Hàng của Select nhá cả nhà nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Con này thì đeo cất rất chi là đẹp luôn. Đấy, em quay cận cho cả nhà mình xem luôn, rất đẹp luôn. Đó, mình ngắm nghía này. Đó. Rồi, hàng này hàng của Pháp luôn nhá. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 3. À, quên lộn, mã này là mã số 6, 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Mã số 6, 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Đó. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 7. Mã số 7 thì con này nó cũng là một con của hàng Select luôn. À. Con này thì nó ánh sáng của nó sẽ là ánh sáng theo kiểu dạng tím như này nha cả nhà nhá. Tím tím như này nhá. Đó, kính con này rất đẹp luôn cả nhà ơi, nhìn màu rất rất đẹp luôn. Đó. Rồi cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt khoảng tầm 13,6 hoặc là 14 đeo vẫn bon chen được con này. Con này nó được làm mạ vàng 14 carat hết nhá. Hàng được mạ vàng 14 carat hết cho mình như này luôn nhá cả nhà nhá. Đó. Con này là Pachikang hàng của Pháp nhá cả nhà nhá. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đây, em cho mình ngắm lại một lần nữa. Đó, cái màu của nó sẽ là màu đúng như thế này luôn nhá cả nhà nhá. Màu ánh tím tím như thế này luôn nhá cả nhà nhá. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em mã này là mã số 7, 230k luôn. Hôm nay bán tri ân khách là chủ yếu thôi. Hôm nay vẫn bao ship. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 7, 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 8 nhà em. Mã số 8 nhà em thì nó sẽ là hàng của một con ao như thế này cho mình luôn. Đó.
Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng mà bằng thủy tinh nhé cả nhà nhé, chồng này là bằng thủy tinh như này luôn. Con này là khi mùa nắng ánh sáng vào nó sẽ là màu đổ màu nhẹ cho mình, nó sẽ là màu xám xám như cả nhà nhé. Chồng này thì mình đi đêm ngày được giúp em luôn, chồng bằng thủy tinh và con này thì nó sẽ là hàng của USA mạ vàng 20 carat nhé cả nhà nhé. Đây. Đó, 20 áo 20 carat này. Đó, cả nhà nhìn này. Rồi. Con này thì nó sẽ được làm ở USA nhé cả nhà nhé. Made in USA này cả nhà. Made in USA nha cả nhà nhá. Rồi, dòng này thì em bao chất bao đẹp cho mình luôn. Em quay từng xíu một cho mình xem đó. Đó, cận cảnh luôn về cái dòng hàng của nhà em Hà luôn. Chồng thì được làm hoàn toàn bằng chồng thủy tinh luôn nha cả nhà nhá. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là con này là mã số 8. Mã 8 nha cả nhà nhá. Hàng sẽ là trong hộp này. Khăn khố thẻ mạc của nó đi kèm hết nhé cả nhà nhé. Mã số 8 này 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 9 của nhà em Hà luôn. Đây là dòng mã số 9 này, hàng của LV này. À, con này là dành cho nữ nhé cả nhà nhé. Con này LV dành cho nữ. Con này thì rất chi là đẹp luôn cả nhà nhìn. Con này thì nó sẽ là con một con màu theo kiểu màu xám trà nha, cho mình như này nhé cả nhà nhé. À, đó, đây, màu như này luôn. Em sẽ cho lên cái này cho mình xem luôn. À, màu sẽ là màu nha. Đấy, màu tím tím một nửa như này nhé cả nhà nhé, rất chi là đẹp luôn. Rồi, dòng này thì nó sẽ là dòng cho nữ luôn cả nhà nhé. Con này thì nó sẽ là made in Italy. Dòng này thì nó sẽ là size mặt 14,5. Rồi, mắt thì xích xích như này nhé cả nhà nhé. Ok, rất chi là đẹp luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 9. Mã số 9 em Hà đang để cho mình với giá là 220.000 luôn. Hôm nay vừa bán vừa kỷ niệm các chị nhá. Chị nào nhanh tay thì được nhá. Mã số 9 này 220k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 10 của nhà em. Mã số 10 nha cả nhà nhá. Một con này là cũng là con LV của nữ luôn cả nhà ạ. Nhưng con này nó sẽ là màu theo cái kiểu là màu dạng nâu trà ấy cả nhà. Dạng nâu trà như này nhé cả nhà nhé. Đó, rồi. Con này cũng là 220.000 luôn cả nhà ơi. Mình nhanh tay lên đơn giúp em nha. Made in Italy như này nha cả nhà nhé. Đó, hàng sẽ trong hộp các kiểu như này cho mình luôn. Con này thì dành cho các bác nữ đeo nhé cả nhà nhé. Hàng vẫn còn trong hộp nhé, không có qua sử dụng đâu. Nên là cả nhà mình cứ yên tâm. Đây. À, sẽ trong hộp đầy đủ tem thẻ mạc cho mình đi kèm, mình làm quà tặng cũng rất chi là ok luôn nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Đó. Với giá là 220.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 10 220k. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 11 của nhà em nhá. Đây, mã số 11 của nhà em thì con này nó sẽ là hàng của Rapang. Do chồng này thì là bằng chồng thủy tinh nhé cả nhà nhé, chồng thủy tinh này. Quay rất chi là cận cho mình. Đó, sẽ dập thương hiệu bé tí luôn ở trên này. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, đây. Mình gấp vào kính khi mình đeo thì nó sẽ có thương hiệu như này luôn cho mình. Rapang. Rồi, dòng hàng này cũng là hàng của nữ nhé. À, hàng này là hàng gì? Hàng này hàng của Ý nhé. Và gọng này thì nó sẽ là gọng dẻo như này cho cả nhà mình luôn này. Đấy, cả nhà mình thấy em Hà vẫn dẻo như này luôn. Đó. Con này thì em bao xịn sò cho mình luôn. Đó. Dập thương hiệu hết như này luôn cho mình luôn nhá. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt khoảng tầm 14, size mặt 14 nhá cả nhà nhá, size mặt 14 này. Và con này được dập thương hiệu hết như này nhá. Đó. Rồi, mời cả nhà mình, con này là hãng của Ý nhá. Gọng bao dẻo nhá, bao dẻo cho mình. Đó. Đó. Cả nhà nhìn thấy không? Bao dẻo luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 11. Đây, mã số 11 đây cả nhà nhá.
Đó, hàng của Rabang. Nếu như anh nào mà thích cái kiểu là cái vai tăm tăm á, thì mình đeo con này giúp em nhé. Con này thì cái gọng của nó tăm tăm nhỏ nhỏ thôi nha cả nhà nhé. Đấy, gọng tăm tăm nhỏ nhỏ như này cho mình luôn. Đó, tăm tăm nhỏ nhỏ này mình đeo giấu gọng cái khúc này cho mình luôn này. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Màu nó sẽ là màu xanh như này luôn. Đó, màu xanh như này nhé cả nhà nhé. 230.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 11. Mã 11 nhá, 230k. Hàng rất chi là đẹp. Và cả nhà mình yên tâm là khi đeo kính của nhà em Hà không có cảm giác bị nhức mắt hay khó chịu mắt nhá. Bởi vì hàng của nó là hàng cao cấp nhá. Hàng của nhà em là hàng cao cấp nên là cả nhà mình cứ yên tâm. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn này. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 12 của nhà em nhá. 11 rồi 12. Rồi con này thì nó sẽ là hàng của BVR, hàng của BVR nhé cả nhà nhé. Đây, hàng của BVR đó. Dòng này thì của nhà em nó sẽ là màu trà tối như này. Đó, màu trà tối này rất chi là đẹp luôn, cả nhà nhìn thấy không? Trong thì hoàn toàn bằng trong thủy tinh đá nhé cả nhà nhé. Đó, rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 230.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Size mặt 13,8 nhé, size mặt 13,8 thì lên đơn hàng của Make in Italy như này này. Đó, được dập này. Đó, rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhé. Rồi, con này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 12. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 14 của nhà em Hà luôn. 12, 13. Rồi 10 này là 13 nhá. Dòng này thì con này nó sẽ là con tròng. Ô, con này đẹp quá cả nhà ơi. Con này nó sẽ là con kiểu trắng men. À, trắng men rất chi là đẹp luôn. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt khoảng tầm 13,5 nhá cho đến 14 thì đeo giúp em nhá. Nó dập rất chi là nhỏ luôn, nó dập chữ nhỏ lắm luôn, của Make in Italy nhá. Hàng này là hàng của Ý nhá cả nhà nhá. Gọng bao đẹp và bao xịn sò cho mình luôn đó. Cả nhà nhìn thấy chất không? Chất được không? Rồi. Đây nó dập cả lên đây nữa này, cả da bay này đây cả nhà. Em quay rất kỹ càng cho nhà mình xem nhá. Rất chi là ok luôn, hàng rất chất lượng luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã tráng gương 240k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Hàng quá trời là đẹp luôn đó. Con tráng gương này đẹp vô cùng luôn. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã số 13. 240.000. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 15 của nhà em nhé. Con này thì nó sẽ là một con của hàng của BV, hàng của LV. Rồi, con này thì nó sẽ là con mà đi đêm ngày được cho em nhé. Con này đi đêm ngày này. Rồi, con này thì có nghĩa là mình đi ra nắng là nó sẽ đổi màu nhé. Nó sẽ đổi màu, dòng này là dòng đổi màu đi đêm ngày giúp em luôn nhé. Nó đổi màu sẽ thành cái màu xám cho mình luôn á. Cả nhà mình cứ yên tâm. Và con này mình có thể đi đêm ngày được giúp em. Đó, đó là cái dòng của LV này. Đó. Rồi hàng này thì là hàng của Ý. Dòng này thì nó sẽ là size mặt 14,14. Thì những anh nào size mặt 13,8 đã đeo được rồi giúp em này nhá. Rồi dòng này thì nó sẽ gập logo thương hiệu đây. Em quay kỹ, rất kỹ luôn cho mình nhá. Mình nhìn con kính là mình rất chi là ưng luôn. Đó. Đó, ưng. Ưng con kính rất chi là đẹp luôn. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em này. Rồi, mã này thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 14. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 15 của nhà em luôn nhá. Con này là một con Gucci. À quên, con này là con con này đẹp chứ. Con này là hàng giả cận nhá cả nhà nhá. Con này là hàng giả cận này. Con này em bao xịn sò cho mình luôn đấy. Rồi,
nhà nhìn này, con này nó có cả mã tem mã vạch cu lông của nó trên này hết luôn. Đó, Gucci dập thương hiệu lên nhá. Rồi con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt khoảng tầm 13 phẩy mấy đây. 13,5. 13,5 nhé cả nhà nhé. Đây hàng được dập thương hiệu ra hết. Con này thì mình có thể làm cái gọng mình thay kính cận, kính lão các thứ đều được luôn. Đây bên trong thì được làm bằng gọng titan được bọc bên ngoài như này cho mình nhá. Đó. Rất chi ok luôn cho mình luôn. Con này bao đẹp đấy. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Đấy. Làm rất cẩn thận chi tiết cho mình luôn, em quay rất chi là kỹ. Rồi con này thì các anh có thể sử dụng đi đêm ngày được giúp em luôn. Nếu mà mình muốn làm kính giả cận thì đi đêm ngày giúp em được luôn nhá. Rồi dòng này thì em Hà đang để cho mình với dự giá là 240.000, mời cả nhà mình lên đơn. Nó sẽ có cái còng cộng lực như này luôn cho mình luôn. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Cái còng của nó cộng lực này. Đó, em Hà ấn vào phát này. Đó. Nó sẽ kêu tanh tách luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 15 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 16 của nhà em nhé. Mã số 16 thì con này nó sẽ là con này nó sẽ là một con hàng của select nhỉ. Rồi con này thì em sẽ lại lấy con này đây cả nhà ơi. Con này nó sẽ là một màu trà sáng nhá. Con này là một màu trà sáng cực đẹp luôn ấy. Con này ở ngoài nhìn đẹp lắm cả nhà, nhìn rất chi là sáng luôn. Và con này thì nó tròng của nó thì là không phải bằng tròng thủy tinh, tròng bằng pin cả nhà nhá. Rồi size mặt là size mặt 13,5 thì lên đơn giúp em này, hàng của Make in Pháp nhá cả nhà nhá. Đó, được dập 14 carat nhá, hàng này được làm thương làm mạ vàng 14 carat cho mình luôn. Rồi, con này bao đẹp đấy cả nhà. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là select thì từ nãy giờ em cầm con nào em thấy đẹp hết màu. Em cho mình ngắm này. Đó, ngắm này. Đó, hàng rất chi ok luôn. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 15, em Hà đang để cho mình với giá là 230.000 đi. Mã số 15. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 16 của nhà em Hà luôn. Đây là dòng kính mã số 16 là cũng là hàng của Gucci luôn. Con này thì nó sẽ là một con dành cho nữ nhé cả nhà nha. Đó, dành cho nữ này. Rồi, con này thì nó sẽ được dập thương hiệu hết của nó. Và con này là size mặt 14,4. Thì những size mặt mà 13,8 đã đeo rồi. Hàng này là hàng của Made in Italy nhé cả nhà nhé. Hàng được làm đa tròng như này cho mình luôn. Đó, bên trong được khuôn tròng. Và bên ngoài thì được dập logo thương hiệu như này hết cho mình luôn. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Mã này là mã số 15. Mã số 15 em Hà đang để cho mình với giá là 220.000 đi. Dành cho nữ mà, con này là dành cho nữ nhá, 220k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 15. Con này là 16 nhá cả nhà nhá. Con này là 16 cả nhà ơi. Sorry em bị lộn, 16. Rồi. Con này là mã số sao lắm con 15 thế? Không, cả nhà lộn lại hộ em một xíu chỗ này, vòng lại ngược thời gian. Mã số này là mã số 15, mã số này là mã số 16 này. 16 là của cái con như thế này nhá cả nhà nhá. Đây. 16 là con select của Pháp này. Đấy. Nhưng em sẽ bỏ vào cái hộp của nó đúng nó nhá, chứ không phải như này đâu. Cái này em bỏ tạm này. Mã số 16 này. Mã số này là mã số 17 này. Đó. Xít nữa thì lộ này. Mã số 17 này. Con này là hàng của nữ nhá, Gucci của nữ này. Rồi mã này là mã số 18 cả nhà ơi. Mã số 18. Mã số 18 này, con này cũng là hàng của Prabang. Ra băng, hàng này là hàng của Ý nhé cả nhà nhé. Đây nó dập thương hiệu Việt tí, nó lên cả cái góc kính này của nó luôn. Đó. Rồi dòng này thì nó sẽ là size mặt khoảng tầm 13,14. Con này là size mặt 14 nhé cả nhà nhé. Và con này thì hàng là gọng dẻo như này. Đó, gọng dẻo như này cả nhà mình. Như cái con vừa nãy, nhưng mà con này thì nó sẽ là một màu vàng như này luôn cho mình. Đấy, gọng vàng ánh xanh như này. Này.
Đó, quay như này cho cả nhà mình nhìn cho nó dễ. Đó, con này của nó là sẽ là màu như này nhá. Đó, rồi. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 10 bộ mã số 18. Mã số 18 thì em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Này, mã 18 này. Mã 18 này. 230k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 19 của nhà em Hà luôn. Mã số 19 thì con này nó sẽ là một con của LV. Này. Rồi. Con này thì nó sẽ là một con mà chồng của con này là chồng bằng pin, không phải chồng thủy tinh đâu nha cả nhà nhá. Đó, hàng rất ok luôn. Rồi con này thì nó sẽ là một con hàng lướt ván nha nè, lướt ván. Có nghĩa là có ánh sáng sắc tím ở bên trong. Dòng này thì nó sẽ là size mặt 14,1 nhưng size mặt 13,8 thì đeo được rồi. Con này thì make in Italy nha cả nhà nhá. Đó, hàng được dập thương hiệu các kiểu như này cho mình luôn. Rồi mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã này là mã số 19. Mã số 19 em Hà đang để cho mình với giá là 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã 19. 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Rồi, em qua tiếp theo luôn nữa là về dòng con kính mã số 20. Dòng mã số 20 thì con này nó sẽ là một con của mắt thầy bói. Đó. Con này nó sẽ tròn xoe như này đấy cả nhà nhá. Đây. Nó sẽ tròn xoe như này luôn. Đó. Tròn xoe tròn xoe luôn. Rồi, con này nó sẽ là size mặt 13,5 đổ lên đến cho 14 nhá cả nhà nhá, size mặt 13,5 và hàng này là hàng của Made in Italy, nó sẽ được gập bé tí 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 như này. Đó. Cả nhà mình cứ nhìn kỹ là sẽ thấy nhá cả nhà nhá. Rồi, đây. Gọng còng của nó làm rất chi ok luôn. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mắt thầy bói, em Hà đang để cho mình với giá là 230.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Con này đeo đẹp phết. Cả nhà mình có cháu mua cho cháu đeo con này, ok lắm, con này nó hợp lắm. Mã số 20 này, 230k. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Rồi, em lên số 21 giúp em luôn. Đây, cả nhà mình lên mã 21 là con Gucci gấp như này luôn. À, con này là mình đi sử dụng đi đêm ngày được luôn này cả nhà ơi. À, con này mình sử dụng đi đêm ngày được giúp em luôn nhá. Con này là em bao xịn sò, có một thời gian em không có một con nào để mà đi hàng cho khách, nợ khách mà không có hàng để đi luôn. Dòng này thì nó là làm bằng hoàn toàn là bằng thủy tinh và nó sẽ đổi màu màu theo kiểu màu xám hồng nhá. Size mặt 13,8 thì lên đơn giúp em nhá. Và con này là Gucci Made in Italy, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em. Rồi, dòng này thì em Hà đang để cho mình với giá là 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là hàng sẽ là tem thẻ mạc các kiểu đi kèm của nó như này nhá, tem thẻ mạc các kiểu hết như này. Đó. Khăn khố đi kèm của nó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 21. Mã 21 nha cả nhà nhá. Đây. Mã 21 này. 240k, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. Mã 21 240k. Đó. Rồi. Hôm qua tiếp theo luôn cho mình nữa là về cái dòng con kính mã số 22. Em mới làm từ nãy đến giờ, em làm hoa hậu anh là em làm chỗ để cho các em khác tỏa sáng, thì bây giờ đến lượt em làm tỏa sáng này các anh. Rồi con này, ui con này bao đẹp luôn, hàng bao đẹp luôn. Rồi con này thì nó sẽ là một con của Versace nha cả nhà nhá, hàng của Versace. Đó. Chồng thì được làm bằng chồng thủy tinh đá nhé cả nhà nhá. Đó, cầm rất chắc tay. Con này thì mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em là mã số 22. Em Hà đang để cho mình là 240.000 nhá. Con này là size mặt 14,2 nhá. Và con này là hàng Made in Italy luôn, hàng bao đẹp bao chất cho mình luôn ấy. Con này chất lượng lắm. Chồng bằng thủy tinh đá này cả nhà này. Đó. Rồi, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhá. 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn. Versace. Đó. Hàng trong hộp này, tem thẻ mạc này, khăn khố các kiểu đi kèm nhé. Mã số 22, 240.000, mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn nhá.
Rồi em qua tiếp theo luôn cho mình nữa là cái mã cuối cùng của nhà em. Là con này nó sẽ là, ui con này đẹp, con này đẹp. Con này cả nhà ơi, con này mình sử dụng đi đêm ngày được giúp em nhé. Con này đi đêm ngày được luôn đấy. Đó, con này đi đêm ngày được cho em nhé. Đấy, khi mà có ánh sáng tợn á là nó sẽ chuyển màu xanh như này, còn nếu mà không có thì nó sẽ là màu trắng như này nhé. Đấy, em phải cả nhà nhìn thấy không? Đó. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn giúp em nhé. Đi đêm ngày được giúp em luôn. Rồi, con này thì nó sẽ phù hợp cho những anh nào mà size mặt 13,14, size mặt 14 thì size mặt 13,5 đeo được rồi. Con này là hàng của Made in Italy nha, hàng này rất chi là chất lượng luôn, bao thương hiệu luôn. Rồi con này thì nó sẽ là tròng kính bằng thủy tinh đá nhé cả nhà nhé, rất ok. Con này bao chất đấy cả nhà ơi, mình nên mua con này đi đêm ngày được cho em luôn. Rồi mình cả nhà mình nhân đơn với em mã này là mã cuối em Hà đang để cho mình với giá là 240.000. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn với em mã cuối 240k nhá. Mời cả nhà mình nhanh tay lên đơn với em nhá. Rồi, em cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn gia đình nhà mình đã quan tâm và theo dõi suốt một ngày nha em nhá. Em xin chào và tạm biệt. Hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo. Đi qua thì nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé cả nhà nhá.